Manchester United, một trong những đội bóng hàng đầu nước Anh, ông vua của ngoại hạng Anh, giải đấu khắc nghiệt nhất châu Âu. Nhưng trước khi đạt được những vinh quang danh giá, trở thành một quỷ đỏ xưng hùng, xưng bá nhuộm đỏ trời Âu như ngày hôm nay. Ngày hôm nay ở đây ý tôi là thời của Sir Alex Ferguson chứ không phải bây giờ. Bây giờ thì xưng hùng xưng bá trong phòng thay đồ, bùa ngải các thứ thôi. Nhưng mà các ông chỉ biết đến MU từ những năm 90-2000 trở đi thôi đúng không? Thời đấy là Sir Alex đã mang MU đi đấm mồm khắp cái châu Âu rồi. Các ông có biết kỷ nguyên một thời của MU vào những năm 50 của thế kỷ trước mà MU cũng bón hành cho cả cái châu Âu không trượt phát nào chưa? Tôi cũng không biết, xem xong phim này tôi mới biết. Và sau đây là câu chuyện của MU tại kỷ nguyên Busby thông qua bộ phim United. Các cụ quỷ đỏ vào những năm 50 đã có một giai đoạn cực kỳ khó khăn, thậm chí là nặng nề hơn bây giờ rất nhiều, khi cả đội bóng bị bay màu 90%, nhưng họ vẫn trở lại mạnh mẽ và biến MU trở thành một thế lực tại giải đấu. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Matt Busby, ông là người đưa MU trở thành đội bóng đầu tiên của nước Anh tham dự cúp C1 với đội hình được gọi là những đứa trẻ của Busby, vì lúc đó Busby đã dẫn dắt một đội hình với nhiều tài năng trẻ mà không được các nhà phê bình bóng đá ở thời đó đánh giá cao. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Bobby Charlton, một huyền thoại của MU nay đã được tạc tượng bên ngoài sân Old Trafford. Những thành tựu đó của ông không phải tự dưng mà đến. Từ những ngày đầu tại MU, cụ thể là vào năm 1956, Bobby không được ra sân. Trong khi các đồng đội của mình liên tục tạo tiếng vang, danh tiếng nổi nhanh hơn cả bị bóc phốt ở trên mạng, thì Bobby vẫn phải mòn đít trên cái băng ghế dự bị. Vào một ngày đẹp trời, Bobby quyết định đến gặp trợ lý huấn luyện viên Jimmy Murphy để xin được đá đội 1 cùng với những người bạn của mình. Nghe này Bobby, đây là Old Trafford, nhà hát của những tiếng cười. Vào thứ bảy hàng tuần, cậu phải làm trò hề trước 80.000 người ở đây. Và tôi chưa thấy cậu có sự hài hước nào cả. Jimmy nói về niềm tự hào của người dân tại Manchester với Old Trafford. Quanh đây toàn là khu công nghiệp, nhưng nằm giữa nơi đó lại là một sân vận động, có thể nói là một linh hồn mà mọi người quanh đây đều hướng vào. Bobby phải chứng minh được mình đã sẵn sàng mới có thể được ra sân. Jimmy hướng dẫn Bobby tập luyện đá bằng cả hai chân, điều đó sẽ giúp anh trở thành một cầu thủ toàn diện hơn. Tối hôm đó, Jimmy cùng các học trò ngồi tâm sự hàn huyên. Thực ra ông thừa khả năng để làm một huấn luyện viên trưởng, nhưng ông không giỏi ngoại giao nên đành lùi về phía sau để hỗ trợ cho huấn luyện viên Busby. Bù lại, ông vẫn đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các cầu thủ như một huấn luyện viên thực thụ. Các học trò đều dành sự tôn trọng với Jimmy dù ông chỉ là một trợ lý. Bobby hỏi ý kiến người bạn của mình, Duncan Edwards, một cầu thủ của đội 1 và là đội trưởng hiện tại của đội tuyển Anh. Làm thế nào để có suất đá chính? Nhà mặt phố bố làm to, có thể lắm. Đùa rồi, cậu phải nỗ lực hết mình Bobby ạ. Phải là một nghệ sĩ thì mới vào nhà hát được chứ. Bobby nghe thì biết vậy, anh vẫn nỗ lực hàng ngày, đi sớm về muộn, năng suất 200%. Jimmy từ lâu đã nhìn thấy được tài năng của Bobby, nhưng ông vẫn còn ém hàng, chưa quyết định bung ra. Và huấn luyện viên trưởng, ngài Busby cũng nhận ra điều này. Ngày hôm nay, huấn luyện viên Busby có một cuộc nói chuyện với Liên đoàn bóng đá Anh để đưa MU tham dự giải đấu cúp C1. Yêu cầu của ông bị từ chối vì Liên đoàn muốn MU hướng đến giải hạng nhất. Cho những ai chưa rõ thì lúc này giải hạng nhất là giải cao nhất của nước Anh. Ngoại hạng Anh lúc này vẫn chưa ra đời, và cúp C1 mới chỉ ra đời được 1 năm nên không được tín nhiệm cho lắm. Năm ngoái Liên đoàn đã cấm không cho Chelsea tham dự C1, nhưng năm nay họ đừng mong sẽ làm thế với đội của Busby. Ông không chỉ muốn nhuộm đỏ thành man, nhuộm đỏ nước Anh, ông cần biến bầu trời châu Âu thành màu đỏ. Liên đoàn chấp nhận yêu cầu của MU trong sự cay cú, với điều kiện họ phải đáp ứng được lịch trình thi đấu giữa hai giải. Trở về Old Trafford, huấn luyện viên Busby quyết định sẽ cho Bobby ra sân ở đội hình chính. Bobby tuy vừa bị chật mắt cá chân, nhưng vì khát khao được thể hiện nên giấu chuyện này và đồng ý với huấn luyện viên. Anh cố gắng chườm đá cho chân mau lành để có thể tham gia trận đấu ngày mai. Đêm hôm đó anh không ngủ được. Anh đến Old Trafford ngắm nhìn ước mơ của mình sắp sửa thành hiện thực. Tưởng như là đêm dài nhất cuộc đời của Bobby. Bobby tiến vào phòng thay đồ cùng với những người đồng đội. Nhìn chiếc áo mà anh vẫn luôn muốn mặc trước mặt mọi người, Bobby tay đập chân run trong đường hầm. Nhưng khi bước ra sân, anh bắt đầu gọi đối phương bằng những từ ngữ không được hay cho lắm. Bobby liên tục ghi bàn và trở thành chân sút không thể thiếu của quỷ đỏ, tiếp tục chuỗi bất bại. MU một lần nữa vô địch giải hạng nhất, nhưng phải dừng chân đáng tiếc tại bán kết cúp C1 khi phải đối mặt với vị vua C1 Real Madrid. Tuy vậy, MU vẫn là một thế lực không thể ngăn cản tại nước Anh, nhưng mà chỉ là thời đó thôi. Các cụ mà thấy bọn trẻ bây giờ bị thằng cu sinh năm 2K nào đấy nó dã cho tận 3 quả xong rồi thêm 2 quả kiến tạo nữa thì sầu. Không cần phải nói, anh em cũng biết thằng cu đấy là Erling Haaland, một cầu thủ được mệnh danh là không phải con người. Khi còn ở Dortmund, Haaland cũng đã khuynh đảo cúp C1, trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong 4 kỳ C1 liên tiếp. Và giờ đây tại một Man City đang làm bố tại ngoại hạng Anh, Haaland như hổ mọc thêm motor phản lực, khả năng cao là sẽ tiếp tục săn thêm vài kỷ lục C1 nữa. Nếu mùa giải này bạn chưa biết xem Erling Haaland thi đấu C1 bằng gì, hãy xem qua Oppo, nhà tài trợ chính thức của UEFA Champions League mùa giải 2022-2023 và 2023-2024, và sắm ngay cho mình một con Oppo Reno 8 Pro 5G, phiên bản chuyên gia chân dung Pro nhất hiện nay. Một chiếc điện thoại với thông số ấn tượng trong phân khúc, chỉ với giá 18.990.000 đồng để sở hữu một Erling Haaland phiên bản mobile ngay trên bàn tay của các bạn. Với chip Dimensity 8100 Max, một trong những chipset hàng đầu hiện nay, cho phép xử lý nhiều tác vụ một cách mượt mà, như cái cách Haaland xử lý bóng trong vòng cấm, siêu sạc nhanh Super VOOC 80W như cái cách Haaland hồi phục thần tốc sau những pha chạy nước rút trong cả trận đấu, hệ điều hành ColorOS 13 mượt và ổn định nhất cho dòng máy Android.
như phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu của Haaland. Ngoài ra, điểm sáng nhất của Renault 8 Pro 5G chính là hệ thống siêu chip kép với chip xử lý hình ảnh riêng biệt Mari Silicon X, giúp hỗ trợ quay chụp trong điều kiện bóng tối mà vẫn đạt độ phân giải 4K, thậm chí là quay ngược sáng. Nếu bạn mua Renault 8 Pro 5G trong những ngày từ mùng 5 đến 14 tháng 10 tại Thế Giới Di Động hay thậm chí là đặt hàng online, bạn sẽ nhận được khuyến mãi lên đến 2.490.000 đồng, bao gồm một máy lọc không khí với lãi suất trả góp 0%. Còn chần chừ gì nữa mà không mua Haaland phiên bản di động ngay hôm nay, đặc biệt là cánh chị em, mua Renault 8 Pro 5G về không sợ đêm về máu chảy lệ rơi, vì với Renault 8 Pro 5G đêm không tồn tại. Quay trở lại với câu chuyện của MU, với những thành tích đáng nể, MU tiếp tục tiến đến cúp C1 mùa tiếp theo và chuẩn bị cho trận tứ kết C1 tại Yugoslavia. C1 cứ phải gọi là liên tục vào mồm, chứ không đi đá C2 như bây giờ. Nhưng tình cờ trận đấu này lại vướng lịch gặp Wolverhampton tại giải hạng nhất, và liên đoàn bóng đá Anh kệ mẹ MU thích tính thế nào thì tính, không tham gia được thì bị trừ điểm. Mặc cho những thành công của MU trên mặt trận toàn châu Âu để có thể tham dự được cả hai trận đấu, Busby đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình: thuê máy bay riêng cho các học trò. Jimmy không thể đi cùng đội tuyển vì ông phải trở về làm công tác huấn luyện tại xứ Wales. Điều đó vô tình cứu sống ông một mạng, vì chuyến bay chở các cầu thủ đã gặp tai nạn. Sau khi giành chiến thắng và tiến vào bán kết C1, các cầu thủ của Quỷ Đỏ đã trở về nước Anh, nhưng họ phải dừng lại tại Munich để tiếp nhiên liệu do không muốn bỏ lỡ trận đấu gặp Wolverhampton. Busby vẫn cho các học trò lên chuyến bay để về Anh trong điều kiện thời tiết xấu, và chiếc máy bay đã xảy ra sự cố. Sau cú rơi có 23 người thiệt mạng, trong đó có 7 cầu thủ của đội, bao gồm Mark Jones, Eddie Coleman, David Peck. Bobby chỉ bị thương nhẹ, nhưng Duncan và huấn luyện viên Busby bị thương nặng. Tại nước Anh, Jimmy chưa hề biết về chuyện tai nạn. Ông vẫn còn đang chuẩn bị ăn mừng việc mình dẫn dắt xứ Wales đến World Cup và chúc mừng đội vì đã vào bán kết C1. Tin này như sét đánh ngang tai với Jimmy, những người thân của các cầu thủ và toàn bộ nước Anh. Đội bóng hùng mạnh nhất đất nước đã bị dập tắt chỉ trong một đêm. Đến cả chủ tịch liên đoàn bóng đá cũng không thể không thương xót. Tỉnh dậy sau cơn mê, Bobby còn đau hơn khi phải nghe tin những người bạn của mình đã ra đi. Sau cùng thì họ cũng chỉ là những đứa trẻ đam mê với trái bóng. Chuyện này thực sự quá sức chịu đựng với Bobby. Jimmy cũng đã đến Munich, ông vào gặp huấn luyện viên Busby. Huấn luyện viên Busby nhận mọi trách nhiệm về mình vì chính ông đã thúc giục khởi hành chuyến bay. Nhưng lỗi của ai thì lúc này cũng chẳng quan trọng. Duncan tỉnh lại, anh biết mình chẳng thể thi đấu bóng đá được nữa, nhưng dòng máu Quỷ Đỏ trong anh vẫn chảy không ngừng. Anh vẫn hỏi thầy mình về những trận bóng sắp tới. Jimmy nghe được lời của học trò khiến ông càng thêm đau xót hơn. Không khí u ám trải dài trên khắp nước Anh, những cầu thủ tài năng nhất của họ đã ra đi. Bobby đến gặp Duncan. Dù thời gian sống của anh chỉ còn rất ít, nhưng anh vẫn chỉ nghĩ đến việc đối mặt với Milan trong trận bán kết C1 sắp tới. Bobby hẹn gặp Duncan ở Anh, rồi hai người sẽ lại cùng chơi bóng. Nhưng giấc mơ đó có lẽ là quá xa vời. Khi Duncan đã chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, Bobby thất thần, không còn thứ gì níu kéo anh lại về bóng đá nữa. Jimmy sốc không nói nên lời khi biết tin người học trò ưu tú nhất của mình đã ra đi. Nhưng tin sốc hơn đến với Jimmy vì họ không có đủ cầu thủ để trở lại với giải đấu, nên các nhà lãnh đạo đã quyết định giải thể Manchester United. Nếu Jimmy không đem cả tính mạng của mình ra để đe dọa thì Thành Man bây giờ đã là màu xanh rồi. À mà Thành Man bây giờ màu xanh mà. Jimmy sẽ tìm người để đá. Ông sẽ không bao giờ để di sản của học trò mình gây dựng lên giờ phải chấp nhận bị hủy bỏ. MU không thể chết được, nhưng không có tiền, không có thời gian. Kiếm một đội hoàn chỉnh ngay lúc này là điều không thể. Nhưng trong những lúc khốn khổ nhất, ta chỉ có thể bám víu vào một thứ duy nhất gọi là niềm tin. Còn hơn là bây giờ niềm tin vào MU còn chẳng có để mà bám. Jimmy đành phải mang những cầu thủ từ đội trẻ lên, dù biết rằng họ vẫn chưa sẵn sàng. Ông ký vội những bản hợp đồng không đủ chất lượng, chỉ để đủ 11 người cho trận đấu. Đội hình chắp vá này tuy không có nhiều kỹ năng, nhưng họ có sự quyết tâm, một niềm tin vực dậy bầy Quỷ Đỏ ngày nào. Jimmy đến tìm Bobby để khuyên anh quay trở lại, nhưng sau những chuyện vừa qua, sau cái chết của Duncan, Bobby chẳng thể truyền bóng cho ai được nữa. Không còn những người đồng đội cũ, MU không tồn tại. Jimmy khuyên Bobby hãy suy nghĩ lại, nghĩ về lý do anh đã chọn chơi bóng và hãy ra sân một lần nữa. MU không chỉ nằm ở con người, mà nó còn nằm ở logo trên ngực áo. Sau khi chơi bóng với lũ trẻ trong xóm, Bobby dần tìm lại được cảm giác chơi bóng. Anh đến sân xem trận đấu đầu tiên của MU sau thảm họa, chứng kiến sức trẻ và sự quyết tâm của đội. Bobby quay trở lại và giúp MU tiến vào chung kết cúp FA. Chỉ sau 3 tháng, MU đã tìm lại được chính mình. Jimmy nhìn dàn cầu thủ trẻ, ông nhớ đến những người học trò của mình, và giờ ông sẽ tiếp tục viết tiếp giấc mơ của họ và những trang sử của Manchester United. Dù thua cuộc trong trận chung kết cúp FA năm đó, MU vẫn tiếp tục tiến lên với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Busby. Ông sau khi hồi phục đã tiếp tục dẫn dắt MU vô địch 5 cúp quốc gia, 2 cúp FA và 1 cúp C1. Ông về hưu năm 71 và mất năm 1994. Jimmy tiếp tục ở lại với MU cho đến năm 71. Ông là huấn luyện viên duy nhất từng đưa xứ Wales đến với chung kết World Cup. Ông từ trần vào năm 1989. Bobby Charlton trở thành thủ lĩnh của bầy Quỷ Đỏ. Ông cùng Dennis Law và George Best, hai huyền thoại được tạc tượng cùng ông tại Old Trafford, đã vực dậy MU thời đó và đã cùng họ vô địch cúp C1 vào năm 1968. Anh em thấy đấy, MU ngày xưa còn tan nát từ trên xuống dưới mà các cụ vẫn comeback được. Huống gì là lũ trẻ bây giờ, cơ sở vật chất đủ cả, tiền lương thì nhất nhì ngoại hạng Anh, thì làm gì có chuyện không comeback mạnh mẽ được, đúng không? Nói câu trên xong tự nhiên cảm thấy chán. Và đó là những gì diễn ra trong bộ phim United. Tôi còn quại, xin chào.
và hẹn gặp lại.